Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem chip có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với một chiếc xe ô tô điện thông minh. Bên cạnh đó, với việc sử dụng chip Nvidia Drive Orin, VinFast đang có những lợi thế và công nghệ ưu việt ra sao so với những mẫu xe hiện nay ở trên thị trường, kể cả là việc so sánh trực tiếp với mẫu xe điện của Tesla. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của Auto Việt Nam nhé. Và ngay sau đây là bài phân tích của Chí Trần. Hiện nay đang có khoảng 15 công ty chuyên sản xuất chất bán dẫn lớn nhất ở trên thế giới, trong đó có khoảng 6 công ty của Mỹ đứng đầu ngành công nghiệp chế tạo sản xuất chip toàn cầu, bao gồm những cái tên như là Intel, Micron, Qualcomm, Nvidia, Broadcom và TI. Còn lại những cái tên khác bao gồm SK Hynix và Samsung là của Hàn Quốc, Toshiba và Sony của Nhật Bản, TSMC, MediaTek là của Đài Loan, Infineon, NXP và ST là của châu Âu. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng là Mỹ vẫn là một trong những cường quốc về công nghệ chip bán dẫn toàn cầu. Tuy vậy thì nếu như chúng ta lựa chọn ra ba cái tên nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới thì chúng ta phải nhắc tới ba ông lớn, đó là Intel, Qualcomm và Nvidia. Hiện nay các nước tiên tiến trên thế giới đều phát triển các thành phố lớn của mình đi theo hướng hiện đại và thông minh. Tất cả các dữ liệu về dân cư, đất đai, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông công cộng, camera giám sát, vân vân và vân vân đều được quản lý và điều hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chính vì thế mà chất bán dẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng, không thể thay thế được đối với hệ thống quản lý đô thị thông minh của một quốc gia. Đấy là tôi chưa nói tới hệ thống vũ khí nguyên tử và các chương trình bí mật trên thế giới đều được điều hành bởi hệ thống quản lý thông minh. Nhìn chung trong thời đại ngày nay thì gần như không có cái gì là không sử dụng đến chất bán dẫn. Trong khi đó thì hiện nay ở trên thế giới chỉ có 15 ông lớn là chuyên sản xuất và cung ứng được chip cho toàn cầu. Vì thế trong tương lai các ông lớn này được cho là sẽ có quyền lực tương đương với các nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất trên thế giới hiện nay. Quay trở lại với câu chuyện xe điện thông minh, Tesla ngay từ thời điểm ban đầu bước chân vào chế tạo ô tô đã lựa chọn Nvidia là đối tác sản xuất xe hơi, chuyên cung cấp cho Tesla bộ vi xử lý Tegra. Còn đối với Nvidia, đây là một trong những nhà cung ứng linh kiện bán dẫn có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Chính vì thế mà Nvidia là đối tác rất quan trọng của nhiều ông lớn, ví dụ như là Audi, Toyota, Volvo, vân vân và vân vân. Tuy nhiên sau khi bước sang năm 2017, Tesla lại bắt tay với Intel để chuyển sang sử dụng linh kiện bán dẫn do hãng này sản xuất. Tròn một năm sau đó, Tesla cuối cùng cũng đã công bố chip AI của hãng đã sẵn sàng ra mắt sau hơn 3 năm tự nghiên cứu và phát triển. Chip AI được thiết kế riêng theo yêu cầu của Tesla, giúp cho việc xử lý, điều khiển ô tô tự động được tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây. Lý do mà Tesla không sử dụng chip Nvidia nữa được đưa ra đó là không muốn phụ thuộc quá nhiều vào nhà cung ứng linh kiện bán dẫn này. Còn một điều nữa đó là tỷ phú Elon Musk muốn tự thiết kế cho Tesla một con chip riêng, không muốn sử dụng chung với bất kỳ đối thủ nào khác. Quay trở lại với VinFast, tại sao hãng xe Việt lại lựa chọn Nvidia là nhà cung ứng linh kiện bán dẫn cho ô tô điện của mình? Điều đó cá nhân tôi cho rằng Nvidia là một trong những ông lớn của ngành công nghiệp chế tạo chip bán dẫn trên thế giới. Không có lý do gì mà VinFast không lựa chọn nhà sản xuất này làm đơn vị cung ứng. Mà trong số đó có cả các nhà sản xuất ô tô lớn ở trên thế giới, ví dụ như là Audi, Toyota, Volkswagen, Volvo, vân vân và vân vân cũng đang sử dụng chip của Nvidia. Chip mà VinFast đang sử dụng là loại Nvidia Drive Orin, là bộ xử lý hiệu năng cao nhất trên thị trường hiện nay, tích hợp hơn 21 tỷ bóng bán dẫn, có khả năng xử lý trên 254.000 phép tính trên mỗi 1 giây để vận hành đồng thời một số lượng lớn các ứng dụng. Nếu như chúng ta so sánh với chip AI hiện tại mà Tesla đang sử dụng thì chỉ có khoảng 6 tỷ bóng bán dẫn và khả năng xử lý khoảng 36.000 tỷ phép tính trên mỗi 1 giây. Vậy là chúng ta có thể kết luận được rằng là chip AI của Tesla tự thiết kế không thể bằng của Nvidia sản xuất được. Các bạn cứ thử tưởng tượng rằng là nó giống như kiểu có một ông thợ rèn có kinh nghiệm hàng chục năm luyện kiếm so với một ông thợ mới tập tuệ bước chân vào nghề. Cũng giống như việc Tesla chuyển sang sử dụng chip thiết kế riêng nhưng lại do Samsung gia công chứ không phải do Tesla tự sản xuất được. Tôi cho rằng đó chỉ là một phần của marketing mà thôi, và đó cũng là một trong những chiến lược lâu dài của Tesla để tránh rơi vào tình trạng phụ thuộc các nhà sản xuất linh kiện. Tesla và Elon Musk chắc chắn không phải là thần thánh, vì thế không phải bất kỳ cái gì cũng có thể là thiết kế và tự sản xuất được. Chính vì lẽ vậy mà VinFast lựa chọn đơn vị cung ứng Nvidia là nhà sản xuất chip cho mình, tôi cho rằng hoàn toàn đúng đắn và khôn ngoan. Và biết đâu trong tương lai không xa lại có thông tin cho rằng VinFast sẽ tự thiết kế sản xuất chip cho riêng mình thì sao? Đó là khi hãng xe của Việt Nam đã trở thành một ông lớn trên thị trường, có tên tuổi và cần giảm phụ thuộc vào các bên cung ứng. Vừa rồi là bài phân tích của Auto Việt Nam về chủ đề tại sao VinFast lại lựa chọn Nvidia là đơn vị cung ứng chip. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.